cả nhà, mình mới bóc bóc một tôm, vừa bóc một tôm bạc ra, cái dẩu đang liền rồi cả nhà thấy không? Rồi sáng nay lâu quá bắt cầu cái dẩu, đóng cái dẩu rồi, vừa bóc ra luôn á. Ok. Cao thủ mới thẻ xuống lụm liền kìa mà. Dạ, cái bà rồi quay thấy phải thấy lụm luôn. Mấy con rồi? À. Ờ cái dâu. Biếu bữa mày qua. Con này ngon nè. Con này không. Con này tao sợ ghê. Sợ nó tắt. Ôi dồi. Mới làm con thịt bự nữa cả nhà ơi. Sẽ cầm ra gỡ luôn rồi. Gỡ luôn rồi. Sẽ thẻ một tay ra gỡ luôn rồi. Trùng này bự ghê ha. Cầm tay luôn, cầm tay gỡ luôn rồi. Gỡ thẻ luôn luôn. Đó bằng tay, không có chi ghê vậy. Đó không, tay gỡ. Đó không, gỡ đó chết, chết. Chuột này màu lớn lắm á. Chuột chụp chạy. Để ha. Wow. Tưởng sảy rồi chứ. Quét. Rồi mới lên con nữa cả nhà. Trời, kẻ này xác nè. Bốn ngón. Bốn ngón hơn rồi, một ngón. Đó, quá bự. Rồi vô. Lâu lâu ăn con à. Chú bỏ vô lòng nuôi nha. Chút nữa mình câu nhiêu mình cũng bỏ hết lòng nuôi luôn. Cái nhỏ qua đêm về làm gì. Đầu tôm nổi vô. Ngâm mấy cần rồi đó. Khi nào anh mình chập chạy mình ra mình bắt. Lâu lâu ăn con à. Dạ lao. Mời chú Sáu luôn kênh nha cả nhà. Uống ít bia. Uống mớ bia này và khác. Có cái đặc sản tại bè luôn là cái con bềm xanh với chim chíp. Dân dẻ. Mắt. Giờ còn chờ nó chụp vô mình ra mình kéo rồi chứ đâu. Phía nào đâu phải cờ con một vô đâu. Kia này nó nhỏ lắm nghe, cứ dài uống. Rồi rồi mấy 250 ml cho. Mới lên con nữa. Giả hơn chút. Xíu. Trong vòng khoảng 3 phút. Rồi để quay phim luôn kìa đó cho cái lưỡi giờ, cái lưỡi khiến lưỡi. Chết á, nếu mà ấy chết không phải chết á. Thẻ luôn rau. U vậy đang xe rồi. Rồi, quay thử nha, nó mới vượt cho con này nè. Nè. Thế nên anh mà
Anh không kịp chạy thôi, Thiên. Chạy đủ rồi. Còn còn sốt mà cũng ăn nữa đó, 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 không 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 mười bốn 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 mà tám trăm á gì đó mà thứ gì gì cả thế.